Nói tắt rồi. Ngột tầm tay. Đi rồi ôi. Bọn này cân hết. Thế thì mình ngồi không? Để bọn nó cánh tim. Cho bọn nó cánh còng linh luôn. Mình chả biết là mình cầm súng gì luôn. Từ nãy đến giờ mình cầm súng sọt kênh, mình tưởng đâu mình cầm súng AK chứ. Thôi mình nhặt. Kệ bọn nó gánh tim mình hưởng. Giờ chơi gì? Mình sẽ để bọn nó đánh tim, còn mình sẽ hưởng. Bọn nó ngáo nhỉ, mình đánh dấu bừa. Mình đánh dấu bừa mà nó cũng tin.
chết người, chết này. Ok. Đó. Mấy ngày hôm nay mũi mình toàn bị tắc rồi. Dạ. Lâu lắm rồi chơi sinh tồn. Mấy ngày hôm nay mình cứ bị ngạt mũi. Ok. Thank you.
Thôi video cũng là dài rồi, hẹn gặp lại các bạn với những video sau. Bye bye.